gần 20 năm nay mình chưa đi xe lửa. Hôm nay mình sẽ đi xe lửa và chia sẻ với các bạn xem hành trình xe lửa bây giờ nó như thế nào. Mình bắt đầu xuất phát từ nhà nhá, đi ra có một cái xe trung chuyển chở mình đi lên Hà Nội đấy các bạn. Thì ra bắt cái xe lên Hà Nội, đây mình đã vào cái khu cửa ngõ Hà Nội rồi. Những đoạn video này mình đã phát từ trước, từ vài cái video trước mình đã dựng lên chia sẻ với các bạn rồi. Bây giờ mình tóm tắt lại những cái hành trình mà mình suốt một chuyến đi từ quê nhà. Chị ở đây bán là ngày nào cũng bán ở đây hả? Ăn những cái món ăn rất là những đồ ăn vặt này là gồm những cái gì? Chị bán hàng rong. Rồi chị chia sẻ những cái chuyến tàu xuất bến, gặp gỡ những chú bộ đội hay là những vị khách, những nhân viên nhà ga. Đó, đây là mình đã chia sẻ trước rồi. Gặp những cái chuyến này đi gặp may mắn là ngồi chung toa với các cháu bộ đội này cũng rất là vui. Cách đây 18 năm mình cũng thường xuyên phải đi tàu. Thì ngày đó thực ra là đi tàu vì nó cũng là một cái phương tiện mà giá rẻ, rồi thì cũng ít phương tiện đi lại nữa. 18 năm trở về trước, mỗi một năm mà đi tàu là rất là khó khăn, và các dịp lễ Tết xe cũng khó. Xe có khi là ngày đó gọi là ngồi vượt quá cái số ghế, có xe chở gần cả 100 người trên một cái xe khách. Cái tàu cũng vậy, ngồi ghế súp, ghế nhỏ. Nhưng ghế ngày xưa thì nó không có như bây giờ, ghế ngồi rất là chật chội hoặc ghế cứng, toa dơ giấy, rồi nhà vệ sinh là kinh khủng luôn. Có khi đi trực tiếp xuống đường tàu, nhưng bây giờ thì đi sau 18 năm đi lại thấy nó khác lắm. Thì những người nào mà ngày trước đã từng vào Nam sinh sống thì thường cuối năm sẽ có cố gắng đi về quê. Khó khăn nhất là mua vé. Mua vé này thì đặt từ trước, có khi là vài tháng trước, hoặc là có người quen gửi về, chứ không có được đi máy bay như bây giờ đâu. Mà đi một cái chuyến tàu này có khi mất vài tháng lương, còn đi máy bay thì có lẽ là mất nhiều tháng lương hơn nữa. Trong ngày xưa đi tàu, mới đầu mất khoảng một tháng lương. Thế mà một năm mà đi về quê là phải mất 2 tháng lương để mỗi tiền đi về thôi. Ngày đó lương cũng thấp, không như bây giờ. Rồi ăn uống trên tàu rất là phức tạp. Vệ sinh đa số là lấy cái chiếu đấy, xong chạy ra đường đi nằm ngủ buổi tối. Mà tàu thì chạy chậm, không như bây giờ đâu, chạy có khi là 2-3 ngày. Thế bây giờ mình mới đi lại 18 năm sau, cái chuyến cuối cùng mình đi, thì mình mới đi lại đây thì thấy nó nhiều thay đổi lớn lắm. Vừa tốc độ nhanh này, vừa tàu sạch sẽ, dịch vụ rất là ổn, đi lại thuận tiện chứ không còn được như ngày xưa nữa. Đấy là một cái mà những người nào mà đã từng trên dưới 20 năm trước rồi đi tàu xe thì mới biết được cái nỗi khổ của cái di chuyển thời đó. Có một lần năm 2000 mình đi máy bay có việc gấp, bà mất đi về, lúc đó là lương của mình khoảng 500 ngàn một tháng, mà đi vé máy bay mất khoảng 2 triệu gì đó, thì phải 4 tháng lương mới đi được một cái vé máy bay. Mà cũng là khó mua luôn đấy nha các bạn, đi khó khăn lắm. Năm đó là năm 2000. Còn trở về trước nữa đi, mình có đi ô tô khách cũng vất vả lắm. Ngồi chen chúc nhau cả 100 người trên một cái xe 45 chỗ. Thì ngày đó đi tàu được cái là đi nó không nhanh, nhưng được ngắm cảnh hai bên. Mình rất thích đi tàu, hai bên cảnh rất đẹp nhé. Tối ngủ thì không nói rồi, còn ban ngày thức dậy, đặc biệt là những cung như là đèo Hải Vân của Huế này, hoặc cái cung Nha Trang ở miền Trung này, là hấp dẫn nhất. Bây giờ đi lại ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa cũng thấy rất là vui ha. Đây, những khúc này mình đã chia sẻ ở những video trước rồi, bây giờ lại chia sẻ tóm tắt lại với các bạn thôi. Đi dọc trên chuyến hành trình Bắc Nam nữa. Bây giờ cũng hiện tại tất cả các bến ga đều có bảng thông báo như vậy. Bây giờ thì mình đã về đến khu Sài Gòn rồi. Đây đang trên đường Phạm Văn Đồng, chạy song hành với Phạm Văn Đồng ở Thủ Đức này.
Thì chỉ khoảng 10 phút, hơn 10 phút nữa là mình đến ga cuối là ga Sài Gòn. Mình mà thò ra quay như thế này là cái cây nó đập vào máy quay, có lúc đập vào tay luôn đó. Giờ là đang là sáng sáng thì chuẩn bị sáng. Đây có ánh nắng lên nè, có cái ánh bình minh lên, rất là đẹp. Giờ là khoảng 5 giờ sáng. Trước kia thì cái đường Phạm Văn Đồng này không có đâu, chỉ có cái đường ray xe lửa, kế bên đường ray xe lửa là đường Kha Vận Cân, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng bây giờ thì cái đường Kha Vận Cân nó nhỏ lắm rồi, thay bằng cái đường Phạm Văn Đồng này. Đường hơn chục làn xe. Lúc này là sáng sớm này xe cũng ít, chứ bình thường là giờ cao điểm đường rộng thế này mà cũng hay đông lắm. Thỉnh thoảng là có, thậm chí còn có kẹt xe ở khu những cái khu Bùng Binh, ngã tư. Đấy, giờ sáng sớm là xe thưa. Qua cầu này gọi là cầu Gò Dưa. Ngày xưa là đường bộ chủ yếu đi bằng cái tàu cầu đó đó. Một bên là cầu cho đường sắt, một bên cầu đường bộ. Mỗi trận mưa là ngập luôn. Bây giờ mình quanh lại cái ánh bình minh này, đó, nhìn đẹp chưa? Mặt trời mới lên, nó cứ tỏa cái ánh lên. Này mà chụp cái hình này cũng đẹp lắm nè. Đây, đoàn tàu dài này. Cái đường mình đang nhìn Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng thì khá dài. Giờ cũng đông người đi tập thể dục. Gần hết thành phố. Ở khu này nói chung là chạy dọc cái thành phố Thủ Đức, cái quận Thủ Đức cũ. Chạy xuyên qua bên bên Gò Vấp. Bây giờ tàu sắp đi qua cầu Bình Lợi nha. Tân Bình. Đây đường Kha Vận Cân cũ đây bạn này. Khúc này ngày xưa là đường này đường chính này, mà bây giờ thành cái đường hẻo lánh, ít người đi rồi. Đây cũng là một cái ga, ga nhỏ ngày xưa. Nhưng mà ga này chắc bỏ lâu rồi, không có tàu không bao giờ đỗ đây nữa. Còn một khúc nữa thôi là đến ga Sài Gòn rồi. Đấy, lên khúc này trời tối như thế nhưng mà cũng đã đông người qua lại rồi này. Vừa qua cái ngã tư đó là quốc lộ 13. Đây mình sắp tới là cái cầu này là cầu Bình Lợi nè. Ngày xưa gọi là cầu đỏ, bây giờ làm lại cái đường bộ, đường Phạm Văn Đồng cũng vẫn sơn màu đỏ. Còn cái đường sắt này vẫn là đường cầu cũ thôi nha. Ngày xưa không có cái cầu đỏ bên kia đâu. Mới làm sau này thôi, để nối cái đường Phạm Văn Đồng. Thì cái cầu này là chia đôi thành phố Thủ Đức với lại bên thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Sài Gòn đấy. Qua sông Sài Gòn này. Đây mình đang đi trên cái cầu sắt này. Thì ngày xưa cái cầu sắt này chỉ có mỗi xe lửa đi và xe máy, dành một cái làn đường này này cho xe máy đi, nhưng mà hai xe tránh nhau rất là khó, đa số là đi bộ thôi này. Hai xe tránh nhau phải nhẹ nhẹ chứ không thể là đụng nhau. Đi qua cầu này xe cũng phải, xe lửa cũng phải giảm tốc độ, chắc là cầu cũng yếu rồi. Từ nhiều năm rồi. Trời bây giờ bắt đầu hửng sáng nhiều lên, rõ dần. Đây nhìn cái đường nhỏ nhỏ này,
Bây giờ là đa số cho đi bộ thôi chứ xe máy cũng không đi nữa. Giờ bắt đầu đông dần lên rồi đó. Trời sáng rõ lên rồi. Đây chắc mới mưa sao đường ngập nước. Khu này hình như là khu Gò Vấp à. Đây mình đã xuống ga rồi các bạn ha. Nó đi lớn này chị. Vậy là bây giờ mình đã đến ga Sài Gòn nhá. Lúc này đang là 6 giờ kém 25. Này, đi một đoạn dài mới ra. Chào em ạ. Dạ, chào em. Tàu khá dài. Đây là cái đoàn tàu mình vừa đi xuống đây. Nhìn bên ngoài nó như thế này nè. Dài, rất là dài. Cái đầu tàu bây giờ nó cũng khác với lại mấy chục năm ngày trước. Mấy chục năm trước thì nhìn đầu tàu nó thô hơn nhiều. Bây giờ thì gọn gàng, đẹp lên. Rồi, bây giờ mình tạm biệt cái tàu đi ra ngoài nha. Nhà ga Sài Gòn này rất là rộng lớn. Ga cuối cùng. Đi khá xa mới ra rồi, ngoài cổng. Đây đi vòng ra mới ra được ga chính. Cái cảm nhận của mình thấy cái ga chờ ở Sài Gòn này á, lớn và rộng hơn là ga Hà Nội rất là nhiều. Ra ngoài này sẽ là đón xe nè. Đây là một cái đầu máy xe lửa mà rất là cổ rồi, có từ thời có khi là tuổi đời cả trăm năm, ngay ở cái cổng ga này. Cổng vào sân ga, trên đỉnh có con mèo nữa. Cái này là từ thời Pháp còn để lại. Đầu tàu này hình như là của Thụy Sĩ sản xuất. Năm 1964. À,
cái đầu máy, máy này sản xuất ở Gia Lâm à, ở Việt Nam, đầu máy hơi nước nhá. Hiện giờ là 6 giờ thiếu 15, mình đang đứng ở cổng ga Sài Gòn nha. Thì kết thúc một cái chuyến hành trình 36 tiếng từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì sau 18 năm mới đi lại tàu này thì có nhiều những cái mới mẻ, những cái lạ lẫm lắm. Nhưng mà cơ bản là mình thấy hài lòng. Có điều là cái chuyến đi của mình sắp xếp chưa đúng vào cái những cái cung đường đẹp thôi. Thì có được cái đèo Hải Vân thôi, còn về phía Nam này thì nếu mà đi được vào khoảng ban ngày vào từ Sài Gòn trở đi đấy, ra khu Nha Trang là rất là đẹp, nhưng mà phải đánh đổi thôi. Mình sẽ đi cung đèo Hải Vân. Nếu đi vào Nha Trang vào ban ngày thì Hải Vân sẽ vào ban đêm, bù trừ như vậy. Nhưng mà hẹn lần sau nha các bạn. Thôi bây giờ mình về nhà. Tạm biệt. Và video mình cũng đã dài, mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng chào các bạn. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn.